mẹ bôi không mà sai cùng nào. Ai lên tôi cao sơn bạch ngà mã hỏi thăm đêm chúa nguyệt ở nơi nào hỏi thăm mà ca kép đi vào đi. Giang đi giang người tiên nữ
từ ngày sớm đã phải đã
chút sông ngâm thầm mồ côi cha mẹ, gặp được thầy quỳ gốc tiên sinh một đời làm phúc cứu dân. Một đời làm mê phúc cứu dân nè, tiên sinh ý ban phép mê đặt đàn nguyên hồ tiếng đồ vang tới kinh kinh đồ nghe à. Trong gia sử hôm nay